Ui, chết mất tiêu rồi. À, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như các bạn có thể thấy ở đây thì mình đang chơi cái tựa game Contra, một cái tựa game rất là nổi tiếng với tuổi thơ của những bạn 9X. Và cũng có một vài bạn ở năm 2000 cũng có thể biết cái tựa game này. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để mà giả lập cái tựa game này lên cái chiếc điện thoại Android của mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Để mà tải cái giả lập này thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm đến CH Play. Rồi các bạn sẽ tìm cái tên là Super FC NES Game. Ở đây đây, mình có tìm sẵn rồi nè. Đó, rồi bấm vào. Đó, cái đầu tiên này nè. Rồi sau đó bấm vào cài đặt. Rồi và bây giờ mình đã cài đặt xong cái ứng dụng này và mình sẽ tiến hành mở nó lên. Ở đây. À, rồi và mình đã vào cái ứng dụng này và đúng ra thì khi vừa vào thì các bạn sẽ thấy một cái màn hình trắng. Nhưng mà lý do là bởi vì mình đã tải trước rồi cho nên các bạn sẽ thấy rất là nhiều game ở đây. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khi mà các bạn gặp cái màn hình trắng thì làm sao để tải game. Ở đây thì chúng ta sẽ không phải vào bất cứ một cái trang web nào để tìm ROM game cho cái giả lập này. Mà ở đây các bạn có thể thấy cái dấu ba chấm, nhấn vào đó và bấm vào Search Device for ROMs. Đó, và khi bấm vào đó thì tất cả những cái game nó sẽ được tải về đây. Và đừng lo lắng khi lần đầu tiên mà nó tải xong rồi các bạn không thấy game nào thì các bạn hãy thoát ra ngoài và truy cập lại ứng dụng thì các bạn sẽ thấy được tất cả những cái game nó có ở đây. Và theo như mình đếm thì ở đây nó có khoảng 850 tựa game. Và nó là những cái tựa game mà bấm nút mà rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Bây giờ mình sẽ tìm thử một cái tựa game nó khá là nổi tiếng, đó là Contra nha. Đây. Đó, vẫn vào được bình thường. Và để mình thử xem là nó có tiếng không nha. Chúng ta vẫn có tiếng bình thường. Và khi mà vào đây thì các bạn có thể thấy là cái vị trí, để mình tắt tiếng cho dễ nói nè. Và khi vào đây thì các bạn có thể thấy là cái vị trí của những cái nút này nó có thể là nó hơi khó dùng một tí, vì khi mà chúng ta bắt đầu chơi chúng ta phải nhấn những cái nút này để mà lựa chọn. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái vị trí của những cái nút này làm sao cho nó dễ dàng chơi nhất. Bấm vào đây và tìm đến Game Setting. Đó, đây nó có cái mục là General Preference. Bấm vào đó. Ở đây chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được cái vị trí của những cái nút. Đây, ở đây thì bây giờ mình sẽ kéo những cái nút này xuống đây. Nút này cũng vậy, để cho dễ thao tác hơn. Rồi và sau khi mình đã chỉnh xong thì mình sẽ bấm quay trở về. Rồi và bây giờ mình sẽ vào lại game. Đó, thì những cái nút này nó sẽ được tùy chỉnh ở phía dưới đây cho chúng ta dễ dùng hơn. Và bây giờ mình có thể chơi rất là bình thường. Ui. Và ở đây nó còn có một cái mục nhỏ nữa mà mình nghĩ là cũng khá là thú vị, đó là mục cheat. Thì các bạn lưu ý là khi vào cái phần cheat này, chúng ta sẽ chép những cái cheat code ở trên mạng về đây để mà dùng. Nhưng mà mình thì mình không thích sử dụng cái việc đó lắm, bởi vì nó sẽ làm cho cái game của mình nó bớt hay đi. Cho nên mình sẽ vẫn chơi bình thường thôi, mặc dù mình chơi hơi ốc một tí. Rồi bây giờ mình sẽ thử đổi một cái tựa game khác nha. Mario chẳng hạn, ở đây cũng có Mario. Tất cả những cái tựa game bấm nút thì nó đều có trên đây. À, không phải cái này, mà nó là Super Mario. Rồi, và để mình mở tiếng xem nó ra sao nha. Đó, cái âm thanh này, các bạn có thể thấy là cái âm thanh này nó rất là quen thuộc đối với chúng ta, đối với những cái thế hệ gọi là 9X. Có thể là những bạn gọi là năm 2000 trở đi có thể là ít biết đến cái game này. Nhưng mà thì đối với mình thì đây là một cái tuổi thơ nó rất là đẹp với mình. Đó, ăn cái nấm to lên nè. Ở đây.
Rồi nhỏ lại. Để mình sẽ thử chơi xem. Ui. Rồi bây giờ mình sẽ thử chơi xem cho đến khi nào mình chết nha. À, xin lỗi các bạn. Rồi và mình vừa giới thiệu cho các bạn một cái giả lập chơi game. Lý do vì sao mà bây giờ những cái giả lập chơi game thì nó rất là nhiều, nó cũng rất là phổ biến rồi mà mình lại giới thiệu cho các bạn cái giả lập này. Lý do là bởi vì sau cái thời gian tìm kiếm cũng như là trải nghiệm thì mình thấy rằng cái giả lập game này nó rất là dễ dùng, cũng như là các bạn có tất cả những tựa game của tuổi thơ, của những cái hệ máy bấm nút nó trong đây. Chúng ta không phải tìm ROM cũng như là không phải tải từ những cái trang web khác. Nó sẽ rất là đơn giản để mà chơi. Và các bạn nghĩ sao về cái giả lập game này, cũng như là các bạn có muốn mình làm thêm những cái giả lập của những cái hệ máy khác hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới, cũng như là đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.